Kính bạch chư tôn đức tăng già, kính thưa quý học viên Phật tử cùng toàn thể các anh chị em gia đình Phật tử, truyền thông báo chí hiện diện hôm nay, quả thật trong đời của chúng ta có nhiều niềm vui, nhưng mà niềm vui của người Phật tử hôm nay trong khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ tư, niềm vui của thế hệ già đi lưng còng như thế này để lên lãnh phần thưởng, và niềm vui thứ hai là một em bé năm nay con mấy tuổi? Seven. Quý đều thấy không, nghịch lý không, hỏi bằng tiếng Việt trả lời bằng tiếng Anh. Đó là cái niềm vui mà của người Phật tử chúng ta đang có hiện diện ở nơi đây. Ước mong rằng trong những ngày tháng tương lai, khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ năm sẽ được tổ chức. Ủa, tự nhiên cái nói. Cầu mong rằng quý Phật tử hoan hỷ tham dự một cách đông đủ, dù cho người đó là 101 tuổi hay 108 tuổi, dù cho một em bé 1 tuổi, 2 tuổi vẫn tiếp tục tham dự những khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ trong những ngày tháng tương lai. Thành kính cảm ơn cô, cảm ơn và đạo hữu Tâm Hồng, cảm ơn con, cảm ơn đạo hữu Tri Viên và hội trưởng chùa Phật Âm. Tiếp theo là một cảm tưởng, một lời tri ân, một tấm lòng của một Phật tử học viên, Phật tử Như Hà đến từ Canada, một thành phố thuộc miền Đông, Mississauga, tỉnh bang Ontario, chùa Pháp Vân. Xin mời đạo hữu Như Hà. Xin ghi một phần tay thật lớn cho một người sẽ có thể nói lên cảm tưởng của mình. Cái sự cảm xúc ấy có đôi khi là dính mình ở trong đó, dính mình trong đó, nên ngồi im nghe. Và xin quý vị vỗ tay thật lớn cho cái người sẽ đạo hữu nói về cái cảm tưởng. Xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Trong buổi lễ bế mạc khóa tu Bắc Mỹ lần thứ tư do hai giáo hội Hoa Kỳ và Canada tổ chức tại San Diego, chúng con xin phép được đại diện toàn thể học viên Phật tử có đôi lời tác bạch. Lời đầu tiên, chúng con xin thành kính tri ân hòa thượng trưởng ban tổ chức cùng quý thầy cô đã bỏ nhiều công sức tạo dựng nên một đạo tràng thanh tịnh và trang nghiêm, tạo thuận duyên cho chúng con được tề tụ về đây tu học trong suốt 3 ngày qua. Chúng con cũng thành tâm cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng ni trong ban giáo thọ đã tận tâm, tận sức giảng dạy cho chúng con trong suốt khóa tu. Những phước duyên mà chúng con được thọ nhận nơi quý ngài sẽ là những hành trang quý báu chúng con sẽ mang theo để nương vào đó mà tu tập, để cải thiện thân tâm trong nội chúng con ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng con cũng muôn vàn xúc động trước lòng thương tưởng của chư tôn hòa thượng. Có vị dù tuổi già sức yếu, có vị dù Phật sự đa đoan, nhưng vẫn về đây để chứng minh cho khóa học và sắp tấn chúng con trên bước đường học Phật. Đến với khóa tu năm nay, một số trong chúng con đã có ít nhiều lo lắng. Lo không biết mình có theo nổi không, tu có khó lắm không, và lo lỡ mình ngủ gục thì sao, vân vân và vân vân. Nhưng 3 ngày trôi qua, mảnh đất tâm khô cằn của chúng con đã tìm được sự an lạc và niềm tin vững chãi nơi tâm bảo sau những lần được tắm gội bằng những cơn mưa pháp, và dần dà chúng con đã thấu hiểu được nhiều hơn sự vi diệu của Phật pháp qua những bài pháp tuyệt vời mà rất dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng con, để có thể mang lại hạnh phúc cho chính tự thân mình và an lạc cho những người xung quanh. Chúng con cũng không quên cảm niệm công đức của tất cả thiện nguyện viên thuộc các ban ngành và các tự viện đã tận tình lo lắng cho chúng con, từ việc đưa rước, phòng ốc cho đến ẩm thực, tất cả đều rất chu đáo, và nhờ đó những ngày tu học nơi đây của chúng con rất hoan hỷ và lợi lạc. Đến đây, chúng con xin phép được có đôi lời với quý đạo bạn trong khóa tu kỳ này của chúng con.
Kính thưa lịch quý vị, sau 3 ngày ngắn ngủi quay quần tu học bên nhau, những gương mặt xa lạ chưa bao giờ gặp gỡ nhưng phút chốc đã trở nên thân quen, gần gũi. Những nụ cười thân thiện, những ánh mắt từ hòa luôn dành cho nhau mỗi khi gặp gỡ. Và mai này, chúng ta sẽ giả từ đạo tràng để trở về với đời sống thường nhật của mình. Nhưng một điều chắc chắn rằng mỗi người chúng ta sẽ an lạc nhiều hơn và sẽ sống an vui trong niềm tin yêu Phật Pháp như bài Pháp mà Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức đã ban bố cho chúng ta buổi sáng này. Hy vọng rằng trong những khóa tu kế tiếp, chúng ta sẽ có nhiều những duyên lành để gặp gỡ nhau đầy đủ như thế này và để cùng nhau tu tập. Trước khi dứt lời, một lần nữa chúng con xin thành tâm tri ân chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài Pháp Thể Kinh An, tuệ đang thường chiếu Phật sự viên thành. Chúng con nguyện sẽ cố gắng tu tập để không phụ ân đức cao dày của chư Tôn Đức luôn từ bi thương tưởng và dạy dỗ cho chúng con. Xin kính chúc quý đạo hữu và gia quyến vạn sự an lành, sở cầu như ý, tâm Bồ Đề kiên cố. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đảnh lễ chư Tôn Thiền Đức, và giờ này đây chúng con xin được mạn phép thay mặt cho chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni trong hai giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ và Canada, chư vị giáo thọ sư của các lớp chư Tăng Ni, Phật tử các lớp tiếng Anh, xin đại diện cho tất cả quý ngài, chúng con xin được gửi đến cho quý học viên Phật tử những cái tín chỉ để làm kỷ niệm đã tham dự khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ tư từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Viên Phật tử ghi danh lễ chưa có tính chỉ thì chúng con xin được kính mời tất cả các vị một lát nữa sau khi xong quý vị ra bàn thư ký để nhận tên của mình, tất cả đều được đầy đủ hết. Và một lần nữa chúng con đảnh lễ chư Tôn Đức và kính cảm ơn tất cả đại chúng. Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin tri ân thầy Hạnh Tuệ đã phát tính chỉ. Và thưa quý vị, trong tương lai chúng ta đã có cái file sẵn, là tức là Thượng Tọa Tâm Hải là người chịu trách nhiệm, cho nên chúng ta biết là nếu cái tín chỉ này có thêm cái mặt của mình, ý cái hình của mình đó, thì chúng ta sẽ thấy nó rất là đẹp. Vì vậy cho nên năm sau nếu có cái mẫu ghi danh đó, thì chúng ta sẽ có cái thứ tự, cái file hàng năm cứ làm một cái tín chỉ có cái hình của mình. Xin quý vị lưu ý cho, và vỗ tay đi và vỗ cho lấy nhà.